Chào mừng các bạn đã quay lại với trang web học tiếng Anh online ece.vn. Hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng bài số 43, Music. Available. Available, tính từ có nghĩa là có thể hay là có sẵn. Available, có thể hay là có sẵn. Broaden. Broaden, nó là động từ có nghĩa là mở rộng. Broaden, mở rộng. Vì chúng ta có chữ rộng, tính từ là broad. Broad. Tiếp theo ta có danh từ sự phân loại, category. Category, sự phân loại. Và chúng ta có động từ phân loại, categorize. Categorize. Và chúng ta có tính từ categorical. Categorical. Thì cái chữ categorical này nó có nghĩa là rất là rõ ràng, rất là chắc chắn và rất là mạch lạc. Tiếp theo là cái chữ disparate. Disparate có nghĩa là nổi bật hay là khác hẳn. Disparate, nổi bật hay là khác hẳn, tính từ. Và chúng ta có chữ divide. Divide, nó là động từ có nghĩa là chia. Divide, chia. Favor. Favor, động từ có nghĩa là thiên vị. Favor, thiên vị. Và chúng ta có tính từ yêu thích là favorite. Favorite, yêu thích. Favorable. Favorable, tính từ có nghĩa là tốt hay là ưu đãi. Favorable, tốt hay là ưu đãi. Instinct. Instinct, nó là danh từ có nghĩa là bản năng. Instinct, bản năng. Relaxation. Relaxation, danh từ có nghĩa là sự thư giãn. Relaxation, sự thư giãn. Và chúng ta có tính từ thư giãn là relaxing. Relaxing. Taste. Taste, động từ có nghĩa là nếm hay là thưởng thức. Taste. Tiếp theo là cái chữ urge. Urge, danh từ vừa là danh từ vừa là động từ. Urge có nghĩa là thúc giục hay là hối thúc. Urge. Và chúng ta có tính từ khẩn cấp là chữ urgent. Urgent, khẩn cấp. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ôm lại những từ vựng mà chúng ta mới vừa học. Đầu tiên là chữ available. Available, tính từ có nghĩa là có thể hay là có sẵn. Broaden. Broaden, động từ có nghĩa là mở rộng. Và tính từ rộng là broad. Broad. Tiếp đến là có danh từ sự phân loại, category. Category, sự phân loại. Và động từ phân loại là categorize. Categorize. Và tính từ categorical. Categorical. Tiếp đến là có tính từ disparate. Disparate có nghĩa là nổi bật hay là khác hẳn. Divide. Divide có nghĩa là chia. Favor. Favor, động từ có nghĩa là thiên vị. Và tính từ favorite. Favorite có nghĩa là yêu thích. Và một tính từ khác, favorable. Favorable có nghĩa là tốt hay là ưu đãi. Instinct. Instinct, danh từ có nghĩa là bản năng. Instinct, bản năng. Relaxation. Relaxation, danh từ có nghĩa là sự thư giãn. Relaxation, sự thư giãn. Và tính từ thư giãn là relaxing. Relaxing. Tiếp đến là có động từ taste. Taste có nghĩa là nếm hay là hưởng thức. Taste, nếm hay là hưởng thức. Urge. Urge, vừa là động từ vừa là danh từ, có nghĩa là húc dục hay là hối thúc. Urge. Và chúng ta có tính từ urgent. Urgent, tính từ có nghĩa là khẩn cấp. Urgent, khẩn cấp.